Wow. Đây là đội nhậu tôi mừng không đó ông ơi. Wow. Đây là món gà tre mà ở nhà là chú nuôi rồi, coi như là chú làm rồi chú ốp luôn các bạn, chú nướng luôn nha. Bữa nay là chú đãi Di ăn cái món này là quá đặc biệt rồi. Tại vì Di là một người ở miền Tây các bạn, cho nên là Di biết con cá này. Mới hết cái chai này các bạn ơi. Cái này là nấm ngọc tẩu rồi nha. Hát tiếp đi. Mặc kệ. Sự nổi tiếng. Mai mốt thuê đi hát nhạc ấy chết. Sĩ biểu diễn bài hả sĩ? Sĩ biểu diễn bài cho mọi người thưởng thức đấy. Đây là giọng hát của Trương Gia Sĩ. Hôm nào đem mic đi đã. Có mic luôn. Em mic đi hát cho clip Duy nó tăng cái lực kéo view lên. Kéo view lên anh chị. Tiền Giang các bạn là anh Sĩ hay mua bánh bía ăn lắm. Đúng rồi. Đó, nãy giờ anh Sĩ ăn 5 cái rồi. Ngon không Sĩ? Mới 4 thôi. 4 thôi hả? Chuẩn bị cái thứ 5 đúng không? Đúng rồi. Sao nó ăn không mà không nói gì vậy? Ngon. Anh Sĩ ngại ngùng các bạn ơi. Sĩ mất cỡ. Nói chung là bánh bía này các bạn ăn uống trà nóng nó mới ngon. Chứ mà ăn mà 4-5 cái như anh Sĩ mà hả không có uống nước là coi như là ngán lắm. Cái này ăn cái không à? À bánh bía này là uống trà hả? Đúng rồi, uống trà nóng anh Sĩ. Bữa nào anh về anh pha một bình trà lại nóng á, lấy cái này ra anh ăn nữa coi. Anh ăn rồi hết cái bình này luôn, hết cái bình này luôn.
Duy vừa mới, bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi các bạn. Duy vừa mới qua cầu Mỹ Thuận xong, thì dự kiến khoảng tầm là 5 giờ rưỡi thì Duy sẽ đến Cần Thơ, đến nhà của chú Hải để giao cái chiếc xe S450 Luxury này cho chú Hải các bạn. Thì Duy mới gọi chú Hải xong, chú Hải nói mấy anh em đừng ăn gì nha, chú Hải làm mồi sẵn ở nhà hết rồi đó, chú Hải dặn rồi. Ok, thì lát nữa tới giao xe chú Hải Duy quay cho các bạn xem nha. Tới cầu Cần Thơ rồi các bạn. Đó, cái cầu Cần Thơ thì rất là đẹp từ xa các bạn nhìn thấy không? Giống như cái bàn tay của chúng ta đang đang chấp vào nhau nhìn thế này nè các bạn. Đó. Đang cầu nguyện. Đúng không? Thì cái thiết kế này là một cái thiết kế mà rất là hay luôn. Đó, và ở châu Á của mình đó các bạn thì cái biểu tượng này nó giống như là cái chữ A Di Đà các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nè, từ xa nè, đúng không? Nhìn thấy rõ không? Rất là đẹp luôn. Và cái cầu Cần Thơ này là một cái cầu mà dây băng mà có thể nói là dài nhất ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ. Nó bắt qua hai cái cồn đúng không anh? Hai nhịp. Nói hai nhịp luôn, qua hai cái cồn rất là dài. Đó, nếu mà các bạn mà đi ngang Cần Thơ thì các bạn phải đi ngang cái cầu này các bạn. Rất là đẹp luôn thấy không? Chào con nha. Con tên gì? Xuân Kim Ngọc. Kim Ngọc, trời. Đi xuống được chưa Duy? Dạ, xuống. Xuống chưa? Chưa. Hai ngay giữa nữa. Vậy được rồi, xuống được rồi chút. Ngay giữa rồi. Không có đụng đâu. Con xin đại diện ba bên cảm ơn cô chú vì đã tin tưởng ủng hộ con cũng như là chọn chiếc xe Mercedes-Benz S50 này. Đó, thì con kính chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng vui vẻ. Chú cũng kính chúc con và công ty phát đạt, con cũng phát đạt, bán hoài, bán mãi mãi. Con chú cô chú khỏe. Cảm ơn chú nhiều. Gạt xuống, gạt xuống, gạt mạnh, gạt nhẹ là mà mo, gạt mạnh xuống là chạy tới, rồi bấm vô lại, bấm xuống là B. Có nghĩa hồi nãy mà chú xuống hoặc là có mọi người đi xung quanh đó, là anh thấy nó kêu tít, bởi vì anh đang để anh đậu xe như thế này, anh phải để vô con dùm em là B. Phải nhấn luôn đấy. Dạ. Rồi máy lạnh khu vực này ha. Khu vực này là nhiệt độ của máy lạnh bên anh, nhiệt độ máy lạnh của bên em. Bên em là em đang chỉnh 23 độ, anh là 21 độ. Quạt gió của bên anh khác, quạt gió bên anh khác luôn. Nói chung là đối với cái chiếc xe S này á, là nó hệ thống máy lạnh nó cập bật hết. Đã bị sao, sao cập bật. Nhấn vô đây cái rồi chỉnh ở đây là nó bên anh này. Thay vì anh chỉnh bên anh này, chỉnh được. Nhớ được 3 vị trí. Nhạc của quốc là anh Hải Minh. Em chỉ anh cái nữa là gạt mưa ha.
gặp mưa ở là ở phía sau ngay cần xi nhan luôn. Cái này hả? Ngay cần xi nhan. Đó. Cần xi nhan. Cần xi nhan là anh xi nhan trái, xi nhan phải vô đó luôn ha. Rồi gặp mưa là anh xây lên cái đầu. Ổn rồi. Đó, anh xây lên một góc vậy là nó sẽ tự động, hoặc là nó thứ hai nó cũng sẽ tự động mà tự động nhanh hơn. Đó, thì anh Tuấn để như vậy. Có mưa xuống có thấy gạt có mưa không? Sắp lên coi. Đây đây nè. Mở ra lên, mở đó đi, để lên. Thì nó sẽ có những cái để xem. Ờ, con mở đi, mở chị lên. Kéo vô nhẹ thôi, khỏi cá mạnh. Nhẹ thôi con. Nè, nè. Nè, kéo nhẹ vậy nè, ít vô rồi. Có hai dây kép cho anh nha, dây kép để xài cho anh rồi. Cái dây kép này là xài cho anh thôi. Con nói nhưng mà cái clip nó nói lâu lắm rồi. Nói nhiều á. À. Nói nhiều hơn, coi nhiều hơn. Dạ. Có coi của thằng gì Hoàng nữa. Hoàng mà nói ít hơn. Dạ, nhưng mà chú đi á trong trường hợp mà chú quên đóng mấy cái này nè, chú mưa xuống đóng luôn. Nhưng mà chú quay tắt máy. Tại vì khi mà tắt máy á giống như là chiếc xe nó nói mình đang quên á. Mình không ngồi trong xe mình đi rồi á là nó mới đóng lại cho mình. Sao con ra đứng thì sao vậy? Đứng hay không? Là con đứng ra đứng thì sao? Chọn cái này anh nói. Bật nhỏ nhạc lại. Để con chỉnh nhỏ nhạc lại nhé. Nhạc chứ chú muốn chỉnh nhỏ nhạc lại nè. Chú chọn lại comment ở màn hình phía trên. Bấm nhỏ lại. À, con bấm nhỏ lại. À, hay chưa? Chú thấy massage chưa? Vì con muốn chỉnh là chú muốn chỉnh là tiếng Việt, con sẽ chỉnh tiếng Việt cho chú. Tiếng Việt cho nó dễ xài. Kha nè, rồi con sẽ chỉnh là tiếng Việt cho chú là bác ra chọn ngôn ngữ đó. Rồi con sẽ chọn cho chú tiếng Việt. Ok rồi. Rồi. Một đời vẫn như đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ gieo nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ dâng mãi trong lòng. Cái tính năng này là thực ra trên cái chiếc xe S này nó có cái này rất là hay nhưng mà ít người xài lắm. Tại vì thường hãng nó sẽ không có cái thiết bị này cho chú sẵn. Đó, thông thường cái không có sẵn thì cái người ta cứ bỏ qua luôn. Đó, mà không có trang bị. Thì này con trang bị xe rất là phù hợp với đại đa số khách hàng trẻ tuổi thanh đạt nha. Đó thì con chỉ việc để sẵn cái này cho chú thôi. Con để sẵn cái này cho chú thôi, mốt cái chú sẵn. Đây nè, massage nữa nè. Nóng hay lạnh gì luôn. Phía sau nóng. Nè, chú mới làm điều chỉnh mình. Mới lạnh gì đơn giản, cái này đơn giản. Dễ gì hết. Đây dọc từ cầu nửa tháng à. À, giờ chỉ cắm vô là chú mua như cái điện thoại thôi chứ cái gì chứ. Từ từ. Cắm vô nó chết nói. Chủ yếu là chú cắm là chạy trước. Tầm hơn 20 tuổi thôi bạn. Khoảng 27 tuổi thôi. Đó, thì bây giờ đã sở hữu. Trong nhà giúp bây giờ TV còn lớn cho coi thường xuyên rồi. Dạ, chú coi cái này con hả? Thì mới biết con. Trời ơi, hoa này nhìn rất là giống thật luôn ha. Hoa này một bãi hả? Hồi nãy nhìn xa tưởng đâu hoa thật. Chú bữa nay chú làm nhiều món đặc biệt quá chú. Này đơn giản. Quá ngon. Lau cái mặt cái đi. Ừ, cảm ơn con. Chú tài xế. Wow, quá trời chú làm nhiều món luôn. Nè, con gà này tặng con nè. Ủa, dạ. Gà đó là gà gì chú? Gà tre của con Tấn nuôi á. Trời ơi, vậy hả? Chú em bắt xử luôn hả? Đâu có, ở Đẳng còn 7 con đất chơi đó mà Đẳng á. Xích từ này khoảng 100 mét hả? Dạ. Xích này nha. Mua gà tặng luôn lắm. Ừ, đây là Đẳng chút xíu hả? Mất tiền luôn. 7 cộng. 7 cộng. 7 cộng là bao nhiêu ngàn cái chú ta? 7 cộng là 7 ngàn. 7 ngàn cái chú. Wow. Cái này là món gì chú? À, châu xào lá cách. Châu
xào dừa. Cái này xào dừa hết đó, xào dừa hả? Wow, món này đặc biệt nha. Ở miền Tây mình là có hay có nha. Dừa miền Tây nó hết luôn hay gì ba? Con lửa rồi. Quá ngon ha. Trâu nè, cá lóc nướng chui nè, thấy không? Tôm nướng nè. Đó. Rồi gà, cháo gà nè. Rồi còn con gà tre nướng nữa. Ở đó nhà chú nướng. Chú nướng hay vậy ạ? Trời ơi, đặc biệt quá trời luôn. Cảm ơn chú nhiều nha chú. Rồi đây con. Dạ dạ. Chú đã. Chú mà chuột bây giờ dữ dội không dám ăn. Sợ biết sao không? Chuột bây giờ nó nuôi không à. Ủa? Có vụ đó nữa? Ừ, mình thành ra sợ lắm, không dám. Wow, hồi đó chú cũng phá chuột hay chứ. Hồi đó chú cũng phá chuột lắm. Ủa bây giờ nuôi luôn hả chú? Dạ dạ. Chú nó mà nuôi con nó không dám ăn luôn rồi. Dân Sài Gòn thì phá lắm à. Dân Sài Gòn chú miền Tây là phá chuột lắm. Mà giờ thì chú dội. Dạ. Hồi đó chú cũng phá lắm, mà giờ sao lại không dám. Dạ. Anh gọi chị ra ăn cho vui nha. Nuôi thì chắc là nó không ngon bằng thôi. Nuôi nó dơ, chuột nó không có ngon. Chuột đồng á, mình phải đi ra được ngoài đồng bắt á là nó hết chê. Nó thiên nhiên mà chú ha, ăn cú á được ha. Ừ. Em lấy nó xuống cho. Có nước xuống. Đây là. Đúng rồi, ai hay nó chân ha. Dạ hông, đâu đủ rồi. Chú lên kiếm chai mua mạnh đi bà. Lấy chai mua mạnh xuống đi. Lấy gì đi. Ờ, còn uống dở lắm. Nhiều cái dạ tóc. Chúng ta uống đồ thì uống vô buồn lên đây. Và con uống gì cũng được á. Buồn lên đây với thảo đi. Không có chú. Wow. Trời ơi, đồ nhậu tôi mừng không đó ông ơi. Wow. Đây là món gà tre mà ở nhà là chú nuôi rồi, coi như là chú làm rồi chú ớt luôn các bạn. Chú nướng luôn nha. Quá là thơm luôn, quá là ngon luôn á chú. Chú thử ớt luôn hết đó. Wow. Cũng hay dữ vậy ta. Nghe cái mùi là con thấy thích. Ủa, cái màu nó đẹp, màu đẹp. Vậy chứ mày ở đây rồi đi đâu ta giờ mấy con đi liền nghèo. Con ngồi chơi. Giỏi. Nắm nằm mấy bé, con bé này hả? Nhỏ nghe nãy đi anh nào không đưa rước á. Nhỏ lắm á. Nhỏ hả? À, cái lớn trong đây rồi. Rồi mấy đứa lớn mắc cỡ hơn. Đúng không ạ? Lớn. Nó dạng, nó tới cái thử. Đúng rồi. Nó vậy thử. Lúc đó nó làm như nó sao đâu á. Mấy đứa lớn đứa nào cũng vậy á. Em kể là anh trai cũng vậy thôi chú. Mất cỡ. Rồi cái này đi em tặng quả không. Con này quá thì thôi. Ăn cháo đi, ăn cháo đi rồi ăn tới đó. Xào dừa. Kiếm dừa gục mạnh lên đó. Ăn dừa gục đi. Đi nguyên chú chơi gục mạnh nha. Rượu này mình không gành, anh gành rượu mà. Thì trong đây em chỉ biết là XO là những cái chai rượu mà lâu năm thôi. XO. Đây là cái gì ta? Ly này mới đúng bài. Nó đúng ly của nó đúng không anh? Đúng rồi. Đây. Uống nhiều là xỉn phải không? Dạ, yeah. Mình cứ uống gì nha, ngày mai mày hay đâu đầu đỉnh nói mẹ với ta. Vậy đó hả? Hết cách xong luôn. Toàn là đặc sản không? Đây đây. Đây cái ly mình đó vậy. Đồ cổ. Đồ cổ. Dạ, vàng cổ anh. Nào anh nhớ đó. Đây là lần đầu tiên chơi ghê không? Quá chất luôn. Quá chất luôn. Nào, kìa đã, TV mà chú coi mà bự vậy đó. Coi đã anh chị ha. Mình coi trên điện thoại không à. Không biết nữa đi. Dạ, con sẽ thử cái món thịt gà của chú. Không, con sẽ thử món gà trước. Đây, miếng này nha. Đó, này gà chú ớt và chú nướng luôn nè. Còn ấy nữa, còn quay lu nữa, nấu quay lu rồi vô. Ngon dữ lắm, ngon quá thơm. Này chắc muốn chú chỉ lại con về con làm á. Thì hàng này nó sẽ thêm ly nó thiếu ly nữa.
quá ngon chút. Quá ngon. Cái này là ốp nước mắm muối ớt. Mà sao thơm vậy? Nước mắm với muối ớt đó hả? Ớt. Quá ngon đúng không? Ra món tiếp được theo không? Cảm ơn chúng mình nha. Bởi vì so với những người anh em hàng sớm thì hẳn như là BMW X7 có thể là với một giá hơn 7 tỷ đồng nè, chiếc xe Land Rover Audi là phi có đúng rồi nào ở không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Chú bán 1 ngàn mà chú Sài Gòn bán 3 mấy ngàn. Đúng rồi. Lời dưới ta cảnh đâu ít lắm người ăn gạo. Đúng rồi, ở Sài Gòn em thấy ít ai lựa gạo ngon. Dù nói chung không biết, không biết, không biết. Người ta chỉ biết là những người có tiền là muốn mua mắc hơn xíu thôi. Mua mắc hơn người ta không có ngại mà người ta nhiều khi ăn cái đợt đó rồi qua đợt sau rồi mua gạo giống vậy. Không 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 có giống. Nó vậy đó. Ta tấu đá hả? Không có thơm, không có thơm không. Nhưng mà giờ nó còn dùng nó hơi cũ rồi, nó bớt vậy. Quên. Bấm lên lần lần đổ ăn mấy thịt gà ngon, nó là quá ngon chú này, món này của chú Nguyễn. Để cho em cỡ mấy trăm con cà mái để ăn thịt luôn. Quán cà trống trống bán. Bán cà tre trời cà đá anh ăn. À, đây là con cá chạch lấu nha các bạn. Cá chạch lấu đây là cái cá rất là hiếm luôn ở miền Tây luôn nè. Hiện tại bây giờ không còn nhiều đâu. Đó, nhưng mà con cá chạch lấu mà to như thế này nữa càng hiếm hơn nữa. Đó, bữa nay là chú đãi Duy ăn cái món này rồi quá đặc biệt. Tại vì Duy là một người ở miền Tây các bạn, cho nên là Duy biết con cá này. Con cá này cực kỳ hiếm luôn và không phải dễ mua đâu. Đó, cái thịt của nó cực kỳ ngon nha các bạn. Dai lắm. Cái này chỉ cần chấm với lại nước mắm nước mắm me là rất là ngon luôn rồi. À. Quá trời ngon chú ạ. Ừ, cá này không phải quê không có chạy có tiền không phải chú nói là mình hơi sáu nhưng có tiền nghe có tiền luôn không được luôn. Ừ, không biết có cùng loại chạch quế nó nhỏ xíu à, chạch quế nó con nó chút chiếu vậy ha. Cái này cá chạch lấu của sông mình nó bị hiếm luôn, rất là hiếm luôn. Chú không phải chú nói là hơi khiêm tốn chứ. Tại vì có tiền thì mua có luôn. Nó hiếm đó. Con biết mà, ở miền Tây mình bây giờ là cá tôm này nọ nó không còn nhiều đâu, nhưng mà đặc biệt con cá này đúng đúng, con cá này là không có nuôi được. Nó là thật sự là cá sông luôn. Con cá này mọi người hay gọi là giống như con cá trình đó các bạn, nhưng mà nó không phải cá trình, gọi là cá chạch lấu ở nước ngọt, ở dưới sông nước ngọt. Cái da của nó bong lên. Không bị tanh nha. Không tanh, rất là ngon. Ngủ dành không tanh. Nó là ngủ rồi đó. Nếu mà nãy nóng là coi. Nhưng mà ngủ vẫn không tanh đúng không? Thường con cá nó ngủ nó sẽ tanh các bạn. Đúng không? Con này ngủ nó không tanh. Ngủ không tanh là cái đó là thiên nhiên đặc biệt rồi. Nếu mà cá nuôi mà cá này nuôi là không bao giờ có. Không bao giờ có cá nuôi, cá chạch lấu không có nuôi được. Mà chưa nuôi được. Cái đồ nuôi là phải tanh. Con cá này nó sống ở dưới sình đúng không chú? Nó lặn ở dưới sình đúng không? Tiền đâu mượn ngày 60 triệu trời trời. Mấy triệu là từ giờ lắm hả? Trời đâu có đâu. Quy chắc mốt học xong rồi chắc cũng về phụ chú thôi. Không biết sao đây nữa. Nó thích sao? Nó mà giọng nó thích đúng không chú? Nó thích sao không? Nó nói nó dễ phụ chứ, nãy nó phụ chứ có phụ mẹ này đâu có gì đó. Nó khác lắm chứ phải như cái nghề của gì ta. Nó bỏ không bỏ mà. Bài con hay là thấy nó không đi quên được. Nói chung là làm gì cũng vậy chú. Cái nghề này nó lạ lắm. Người ta mua gạo là mình không bán cho được. Mình bán nhà trực tiếp. Vì nó căng đi du lịch chơi cũng được. Thì giống như con vậy thôi. Đó vậy đó. Nó buôn đi đâu. Nói chung là kinh doanh là vậy đó chú.
thật ra cái công việc của con không phải là lúc nào cũng phải quá bận rộn đâu, không phải lúc nào cũng bận rộn, không phải lúc nào mình cũng bán xe đâu, khác mình bán như hoài xe đâu. Nhưng mà khách hàng gọi tới cần cái này cần cái kia, bảo dưỡng xe là khách hàng lâu lâu ghé cái này làm cái kia, hầu như là ngày nào con cũng phải có cái này có cái kia hết, không có nghỉ được. Chiếc này đi vô Cần Thơ vậy mà này Cần Thơ này. Các bà trong nhà kho đúng không? Rất ngon, chú rất thích luôn. Mà cái đó là con làm hay ai làm? Con có thể tự làm. Giỏi vậy. Con ra vô lấy bữa đi. Vô lấy bữa, đưa vô bữa ra đi con. Rất là ngoan và rất là khôn luôn, chứ không phải là ai bình thường ở đâu. Con nội chắc cưng dữ lắm nè. Con nội là bước đó đúng không? Chú là hai đứa luôn. Hai đứa luôn. Đứa lớp 7 này là tại nó học trịch giờ chứ mấy thầy chú lo trường, không phải trường điểm không, mấy đứa đi học trường điểm không á, mấy đứa nhỏ nhà quân chú nó trường điểm không à, thằng Ghi nó chẳng ra ngoài ở Cần Thơ đi học. Mới hết cái chai này các bạn ơi, mới hết cái chai này, bây giờ chú đem cái hũ này ra, này ở dưới quê mình gọi là cái hũ không, cái này là nấm ngọc cẩu à nha. Hũ rượu này chú nói là như chú nấm ngọc cẩu. Nấm ngọc cẩu là sao ta? Con chưa biết, chú giải thích thêm được không? Không, chú chỉ biết thôi, nấm ngọc cẩu là uống vô tốt lắm á, chú nói. Uống này vô gọi là ông uống bà khen hả chú? Ông uống bà khen đúng không? Bà khen đó. Chứ bữa nay với khen không nói đâu. Giờ về ngủ với khen gì nữa. Thôi một ly thôi. Một ly thôi, chú nói cái này là một ly thôi. Uống 2 ly là không được. À, chỉ cho 1 ly thôi. 2 ly ngày mai bà quẩn à. À, 2 ly là như là bị chửi luôn. 1 ly thôi các bạn. Đó, 1 ly thôi. Vừa thôi chứ dư quá là chết luôn cũng được. Cái ly nó cao chứ nó thấp hơn cái này. Bây giờ cái ly này đậu đậu chẹt ly đó. Ý hơn nắm mà chứ không nắm. Nắm cọc cọc. Thử rồi, tại vì nó có cái nấm nó mỏng dưới nó cao lên nó có sáng biết cái nấm này ta có cái mảng nghe cứu hả? Cái nấm này giá trị nó cao chứ mắc à mấy triệu cũng giống như nấm linh chi rồi đó, cái thứ linh chi không bằng, không chi không bằng. Con có nghe, con nghe nói linh chi nhưng mà con chưa nghe nói này. Linh chi chú cũng chỉ nấu nước uống thôi chứ không có gì. Dạ. Không quan tâm nó gì, nó làm gì đâu. Chắc con phải hai hơi mới hết cái này quá. Không có cũng dễ nuốt lắm nha mọi người. Đi còn tiếp. Còn ghé chơi chú uống chú đi cà phê thì nó nhiều để cho ghé đi rồi. Cũng đỡ thì tiếp câu chút. Chú khỏe nha chú. Khỏe. Mua chiếc xe này tao khỏe rồi. Chắc con xin phép luôn đó. Dạ chú. Lúc nào chú hay chú nào cũng coi chú lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng mạnh khỏe là vui. Còn bây giờ công việc thì để cho tấm con. Tấm cho đứa sao thôi, nó không có gì chứ nữa. Không, nhưng mà chú phải đến lúc mà đó anh Tấm phải làm cho chú anh bỏ luôn chứ. Thì chú là quay mốt chú phải còn mua chiếc nữa. Chiếc nữa? Chiếc nhỏ thôi, chiếc con gốc mà. Chồng già đi tới lui, đi chùi, đi chiếc rồi chơi. Chiếc này chiếc này được. Chiếc này chạy qua cái gì? Nhưng mà lớn quá à. Giờ chiếc S đi. Chú thích cái con gốc mà nhỏ nhỏ đi. Mà bây giờ chú nói rồi, chú đi chiếc S chú không đi xe cốc nữa. Đâu biết được đâu. Giờ chú đi, chú chạy xe nào cũng như xe nào chứ mỗi lúc chiếc xe nó bự này nó quen. Nè, đi bình thường nó có gì. Đúng rồi, mỗi xe nó mỗi quen. Nhưng mà chú chạy từ từ thì quen thôi. Từ từ quen thôi. Vậy Sài Gòn rồi có gì đâu. Đi cám lại. Thì nó mới mốt có bảo trì thì phải lên rồi đúng không, bảo trì chú lên không? Hay là anh Tấn lên thôi thì chắc phải đi chơi mà có xe mới mà. Chú tặng cho Duy nguyên một cái thùng tôm đó các bạn, tôm càng xanh ở miền Tây là coi như là tôm là ngon nhất rồi hả chú? Tôm xong là ngon nhất rồi. Tôm càng với cá lóc thôi, tôm càng cá lóc đặc sản của miền Tây, cái Duy nguyên thùng luôn về công để tủ lạnh. Cảm ơn chú nhiều. Về để dành kho ha. Kho con để tủ lạnh ăn từ từ. Dạ. Khỏe nha chú. Rồi, cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú nhiều.
Thôi thôi thôi, chú đãi con quá trời luôn rồi. Trước mơ mốt Tết em có lần sao? Dạ. Trời ơi, còn không biết nói gì hơn luôn. Thôi được rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Thôi con xin phép về đi rồi, hẹn gặp ngày gần nhất. Có bán xe nào ở đây ghé để chú đi chú cái. Dạ. Nói chung là ghé thăm chú cái. Dạ thăm chú. Rồi trời chú chỉ là vui rồi. Giám đốc là gì đó? À, anh Hiệp. Anh Hiệp giám đốc của con. Rồi. Để lại thăm lắm cái hang. Dạ, anh Hiệp vui lắm luôn chú. Anh Hiệp chú gửi nha, tặng anh Hiệp bao gạo á. Nó xuống nó gặp chú nói chuyện hoài đó, thôi mày lên làm chuyện đi. Anh đeo cho chú hoài, chú mà còn ngồi nói đó chứ là anh đeo chú hoài luôn á. Rồi. Dạ. Dạ. Bye bye chú khỏe nha chú. Rồi. Dạ. Dạ. Ok các bạn, bây giờ là Duy vừa mới giao cái xe cho chú Hải xong, như anh Tấn xong các bạn, bây giờ là rất là mệt rồi, kiểu rất là xỉn luôn á. Các bạn thấy là Duy rất là xỉn rồi nè, lờ đờ luôn rồi đó. Bởi vì là chú Hải cũng như anh Tấn cực kỳ nhiệt tình luôn các bạn, quá là nhiệt tình luôn, mà Duy không thể nào mà coi như là nói coi như là diễn tả được luôn á đó. Cô chú cực kỳ tình cảm luôn, anh Tấn cũng vậy á đó. Thì khi mà đến nơi giao chiếc xe S450 Luxury này cho chú Hải thì các bạn thấy rồi đó, chú chuẩn bị đồ ăn cũng như là những cái món mà chú tự tay làm luôn các bạn đó. Đặc biệt là cái món mà gà nướng các bạn, là Duy ăn coi như là hết luôn á, Duy ăn hết luôn á, không vừa là cái gì luôn. Bởi vì cái món gà nướng của chú quá là ngon luôn, chú tự tay ướp cũng như là tự tay nướng con gà này luôn, cũng như là gà này là ở nhà nuôi luôn á đó. Cho nên là một cái điều là Duy thấy là chú rất là nhiệt tình, cũng như là chú dành tình cảm cho Duy rất là nhiều luôn. Thì đây là một cái điều mà Duy cực kỳ trân trọng luôn, cũng như là rất là yêu quý chú luôn các bạn đó. Và khi mà về á, chú còn gửi tặng cho Duy một cái bao lì xì nữa. Thì lì xì này chủ yếu là chú nói là lì xì cho mấy đứa nhỏ. Thật ra là khi mà đến nơi mà giao xe cho chú như thế này á, thì chú nhiệt tình quá rồi, Duy thật sự là cũng không có biết nói gì hơn. Mà còn Duy còn chú còn gửi cho Duy một cái bao lì xì nữa, nó rất là coi như là cực kỳ vui luôn và cực kỳ trân trọng luôn các bạn. Chú quá là nhiệt tình, cũng như là quá là một cái người sống quá là tình cảm luôn đó. Thì một lần nữa thì bằng cái video clip này, Duy xin là trước tiên là xin cảm ơn chú vì đã chọn cái thương hiệu Mercedes-Benz cũng như là ủng hộ Duy. Và thứ hai nữa là Duy xin chúc cho chú, cô chú và gia đình lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, cũng như là lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống này đó. Thì hồi nãy Duy cũng tạm biệt chú rồi, và chú tiễn Duy cho đến lúc mà ra khỏi cổng và lên xe luôn các bạn đó. Thì Duy cũng không biết nói gì hơn luôn, quá cảm ơn chú, quá tuyệt vời luôn các bạn. Ok, thì bây giờ là 9:30 tối rồi, thì Duy đang trên đường quay về lại Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì ngày mai Duy còn phải đi làm nữa các bạn đó. Thì thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn nhiều.